Sự thật clip người dân Thổ Nhĩ Kỳ quỳ gối đón đoàn xe viện trợ Việt Nam gây bức xúc. Các quan chức và nhân viên y tế cho biết 31.643 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 4.574 người chết ở Syria sau động đất mạnh 7,8 độ đầu tuần trước, nâng tổng số người chết được xác nhận lên 36.217. Trận động đất diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã trở thành tâm điểm được người dân trên toàn thế giới hướng về trong những ngày vừa qua. Con số thương vong vẫn không ngừng tăng lên, cùng nhiều thiệt hại về vật chất, mất mát về tinh thần là không thể đong đếm. Hiện tại, nhiều quốc gia bao gồm cả Việt Nam đã tham gia công cuộc viện trợ cho người dân nơi đây trước thảm họa thiên tai. Vào ngày 9 tháng 2 vừa qua, theo giờ địa phương, đoàn xe cứu trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại khu vực Tây Bắc Syria do phe đối lập ở nước này kiểm soát. Trong lúc công tác cứu hộ động đất tại đây vẫn đang diễn ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép mở thêm các điểm nhận viện trợ nhân đạo qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhằm giúp việc vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng dễ dàng hơn. Đoàn viện trợ của các quốc gia vì thế hiện đã tiếp cận và bắt đầu công tác cứu hộ người dân nơi đây. Mạng xã hội mới đây đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người dân hai bên đường bất ngờ đồng loạt quỳ xuống. Người đăng tải đoạn clip chú thích: đây là hình ảnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ quỳ xuống khi thấy đoàn xe viện trợ bao gồm cả Việt Nam xuất hiện để giúp đỡ họ. Khi hình ảnh này vẫn chưa được xác thực nhưng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Tuy nhiên, nhanh chóng rất nhiều người dùng mạng xã hội bóc trần đoạn clip không phải đến từ vụ việc viện trợ cho động đất Thổ Nhĩ Kỳ mà là đoạn clip ghi lại cảnh người dân Ukraine bày tỏ lòng biết ơn chào đón đoàn xe viện trợ của các quốc gia trong cuộc chiến tranh với Nga diễn ra từ tháng 4 năm ngoái. Thông tin này cũng gây lên làn sóng phẫn nộ trong cư dân mạng. Nhiều người cho rằng những kẻ bịa đặt đang cố tình câu like giữa lúc hàng trăm ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, đoạn clip vẫn chưa được hoàn toàn xác thực. Tuy nhiên, những thiệt hại và những con số thương vong đầy đau lòng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau thảm họa thiên tai lịch sử là có thật. Netizen vì thế đều đồng loạt bày tỏ sự đồng cảm và mong người dân cùng chính phủ nơi đây sớm vượt qua khó khăn. Có thể nói trận động đất khủng khiếp này đang phủ lên khắp thế giới một màu tang thương. Mặc dù có những kỳ tích đã xuất hiện khi nhiều người được cứu sống trong đống đổ nát, thế nhưng con số ra đi thì tăng lên gấp bội. Có thể nói mọi nhân lực trong công tác tìm kiếm đang chạy đua với thời gian và chống chọi lại cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Bên cạnh các anh lính cứu hộ tham gia công tác giải cứu lần này còn có các chú chó đã được huấn luyện bài bản với sự nhanh nhạy, chiếc mũi thính. Những chú chó cứu hộ sẽ hỗ trợ tốt trong việc tìm kiếm, phát hiện người dưới đống đổ nát. Thế nhưng phải chạy tìm kiếm liên tục dưới thời tiết băng giá lại kéo dài nhiều ngày, một số chú chó đã không chịu được mà kiệt sức. Mới đây, hình ảnh một chú chó trong đoàn cứu hộ được tài khoản H chia sẻ rộng rãi trên Twitter. Người này cho biết chú chó xuất sắc tìm được 5 nạn nhân dưới đống đổ nát. Thế nhưng, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú chó cũng chịu không ít vết thương trên người. Ngay sau khi phát hiện vết thương, chú chó cứu hộ đã được các y bác sĩ băng bó tạm thời. Và dù đau đớn, chú chó cứu hộ vẫn không hề dừng lại, tiếp tục chạy đua với thời gian, đánh hơi, đào bới dưới đống đổ nát với hy vọng có thể cứu được nhiều người nhất có thể. Có thể nói, nhờ công các chú chó cứu hộ mà công việc tìm kiếm người bị nạn diễn ra nhanh hơn. Đội chó cứu hộ Việt Nam cũng đã lên đường cùng các chiến sĩ để giúp đỡ nước bạn tìm thấy các nạn nhân nhanh nhất. Với sức mạnh phi thường của nạn nhân và đội cứu hộ, rất nhiều người đã được quay về trong vòng tay của gia đình. Trong số những người may mắn thoát nạn có một cậu bé 5 tuổi, Mohamed Ahmed. Dù bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 45 giờ đồng hồ, thế nhưng em vẫn kiên cường chờ đợi người tới cứu. Thậm chí khi được đội cứu hộ tìm thấy, em vẫn bình tĩnh, không khóc lóc hay hoảng loạn. Điều mà đến người lớn cũng hiếm khi làm được. Bên cạnh Mohamed Ahmed, nhiều em bé cũng may mắn được giải cứu kịp thời. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Có những gia đình người đi, người còn. Trong đó hình ảnh cụ ông 63 tuổi ngồi thẫn thờ nhớ lại giây phút cuối cùng bên vợ đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Chia sẻ với Reuters, ông cho biết: "Tôi cảm tưởng rằng mình đang trải qua những ngày tận thế. Chúng tôi không có cơ hội để làm bất cứ điều gì. Cả căn nhà đổ sập ngay trên người chúng tôi. Tôi đã ở bên vợ tôi. Bà ấy bị mắc kẹt ngay dưới người tôi. Trong một khoảng thời gian dài, tôi không nghe thấy bà ấy nói gì." Đó có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất với ông cụ, bởi tình cảm vợ chồng chính là thứ thiêng liêng và quý giá.